Vợ chồng đi từng cặp luôn ạ. Từng cặp đi lớn lớn.
Rồi con mời nhìn đây ạ, con mời nhìn đây ạ. Con xíu này giúp con xíu ạ. Rồi con mời nhìn đây, tươi lên giúp con luôn, cười lên giúp con cho đi luôn ạ. Hai ba, bác trai ơi, bác trai ơi. Rồi á, đợi nó thành công chứ. Rồi chưa? Xong chưa? Vô rồi. Rồi bắt ra ơi. Vậy bỏ rồi đông điên nè. Rồi lên con ai, cười lên con luôn à. Chú xét thì con chúc mình luôn à. Chú ơi, chú ơi nhìn đây nhìn, cô chú xây dán lên cô xíu chú ơi. Rồi cũng mời nhìn đây à. Rồi tươi luôn cô ơi. 2, 3, tắm nửa giúp con nha. 2, 3, rồi giờ được rồi. Nói cho nó này nhẹ. Điệp gái rồi nha, bữa nay đi. Mẹ mẹ xét kêu giúp con luôn chị, mẹ ơi. Chị thầy đứng vô cho mình. Một mình đứng. Rồi thấy đeo nào đâu. Đeo đàng hoàng hỏi nó ra một phát. Xét kêu giùm con, chụp tấm hình luôn. Xét kêu giùm con. Rồi nhìn lại giúp con luôn nha. Hai, ba, tươi luôn cô ơi, cười lên cái gió điệp luôn cô. Rồi, chú Tuấn. Ba đứng gần giùm con luôn, ba đứng gần chị luôn mà. Ba đứng sát vô. Dâu em cầm nó ho. Chủ yếu là bác là anh nhất. Xong chị xây cái chốt ra trước đó chị. Chị xây cái chốt ra trước đó chị ăn cho nó dễ. Rồi anh thả tay ra. Dâu thẳng người lên nha. Chị tươi lên chút em luôn nha. Chụp khoảng cách cho đẹp luôn. Dâu dâu đứng đối diện ra. Rồi ok anh chỉnh tóc của dâu lại giùm em. Rồi bây giờ xét được, em trai của ba, ba, ba ơi, ba ơi, ba ơi. Ba xét gì cho em trai ba. Anh Thắng, anh Thắng. Xét xét vô chụp. Nhìn đây ạ. Chú ở ngoài ba lo. Nó đang lấy ảnh ba nó mà. Luôn chị ba ơi, ba nhìn đây giúp con ạ. 2, 3. Em điểm môi gì cái này. Em gà. Rồi, con vô. Rồi chị ơi, chị đứng gần tính luôn. Nó đang lấy tia ảnh mà. Rồi chị đứng xét. Chị đứng xét gần tính giúp em luôn ạ. Cho lấy, cho lấy. Rồi, 2, 3. Tươi lên cho ai. Rồi, đứng xét giúp em ạ. Bỏ tay túi quần qua, bỏ tay túi quần luôn. Cười lên lấy chiếc nhẫn nè, chiếc nhẫn nè, để re ra đâu. Tươi lên nha. 2, 3. Chị nhìn đây giúp em. Rồi, 2, 3. Ok ạ. À. Rồi, đây là chị của bác hai, con của bác hai. Chị con. À, đúng rồi, mẹ vô. Mà mẹ vô con được 4 cái mẹ ơi. Rồi nhìn thấy giúp con luôn mà. Rồi tư đứng đó mà thấy ba mình là mình xin giúp. Rồi vậy được rồi. Rồi các chị tiếp đi. Dạ ai đi lễ lên lòng hai người giùm em luôn ạ. Tôi dẫn chồng đi từng cặp ạ. Ai lễ đi hai cho luôn. Hay cho luôn. Cho tự nhiên này cho tự nhiên ạ. Giùm em luôn ạ. À. Chú rể ơi, cô dâu ơi, 2, 3. Rồi, dạ được rồi. 2 cho 2 con của bác ai. Rồi, anh chị nhìn đây giúp em luôn ạ. À. Rồi, xét cho xíu anh trai ơi. Rồi, tư lên giúp em nha. 2, 3. Rồi, dạ được rồi. Rồi, bây giờ bên ngoài.
Coi ai đi một người kịp vô luôn anh ơi. Chưa ở xong hết chưa ở sau hết cho rồi nhìn đây là chị, ok, nhìn đây giúp em luôn ạ. Anh sẽ giúp em lại. Rồi, 2, 3, 4 lên giúp em nha. Giờ chồng anh nhìn đây luôn. Rồi, rồi, rồi. Em sẽ mặt qua đây xíu em ơi. Rồi, ok, mang tự nhiên đi ạ. Mang tự nhiên đi ạ. Cười lên là rồi, nhìn đây luôn ạ. Rồi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Mùi lên.
chung để tụi con với nhau à. Thì nó mới ẩm cho mấy chai nước đây con. Con lấy mấy chai nước biểu biểu cậu lấy mấy chai nước vô đây con. Chùm cá đưa ra xong luôn cô chú ơi, cho xong lễ luôn mà. Biểu cậu á. Cô mấy cái giỏ luôn đây cho nó đi. Để hai ba chai thôi. Để kia còn nhiều có nước. Biểu tay hơn đó. Cái tay nước ngủ thiếu thiếu tên này. Đó, đưa ra, đưa ra, đưa ra. Cô ngay vô rồi, cô dịch cái tay lên tay. Cô dâu uống rất là. Đây mình là. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khoát. Phải yêu nhau rồi thứ ba má mình cưới luôn. Lời em nói đâu phải là nói xuống. Yêu phải em chắc chắn anh không khổ. Xem cho anh một thằng cô tí đầu lòng. Yêu anh không?